Trẻ bị rối loạn tiêu hóa do sử dụng kháng sinh là tình trạng khá thường gặp. Các triệu chứng thường gặp phải như bị tiêu chảy, đi ngoài phân sống. Nếu kéo dài sẽ khiến trẻ bị mất nước, chất điện giải, gây sút, sức đề kháng kém, dễ nhiễm bệnh trở lại. Khi mà dùng kháng sinh ấy, thì gây rối loạn hệ tiêu hóa thì nó khá là phổ biến. Bởi các bạn biết là kháng sinh thì nó có tác dụng là diệt khuẩn, thì nó diệt cả vi khuẩn có lợi và cả vi khuẩn có hại. Thế cho nên là khi mà sử dụng kháng sinh thì thông thường là cái hệ vi khuẩn đường ruột của em bé nó sẽ bị mất cân bằng. Và đấy là lý do mà làm sao mà em bé hay bị rối loạn tiêu hóa khi mà phải sử dụng kháng sinh. Các chuyên gia đã cho ra đời cốm vi sinh dạng bao tử Amino Enzyme. Đây là chế phẩm chứa vi sinh vật có ích cho đường ruột, có ưu điểm vượt trội so với men vi sinh thông thường. Bổ sung các vi sinh dạng bào tử có ích cho đường ruột, thiết lập hệ cân bằng vi sinh đường ruột, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có hại, khắc phục tình trạng loạn khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa của trẻ luôn khỏe mạnh, trẻ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn.